Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 35 tỷ token Shiba Inu chạy trên tảng BNB Smart Chain các bạn. Thì token Shiba Inu này thì tất cả các bạn đều hold đều đã ít rất là nhiều tài sản các bạn. Thì hiện tại tổng cung nó có nó 50 tỷ này, mà nó có airdrop là 35 tỷ nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở lên phòng các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Đây để mình xuống mình tìm xuống rồi. Phải. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục các bạn retweet nè. Thì trên tờ Twitter nó thì các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tờ Twitter nha các bạn. Rồi các bạn tag 5 người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm tờ Twitter nè. Sau khi bấm tờ Twitter xong thì follow like Twitter share in. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh Telegram group của nó nè. Trên nhóm Telegram đó thì các bạn chỉ việc bấm join vào mà để mình bỏ một con qua. Sau khi các bạn join xong thì các bạn mới đắp lên confirm nha các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè các bạn có thể dùng địa chỉ Safiban nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ Smart Chain của mình nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Token này nó sẽ phân phối trong vòng 30 ngày nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gỡ lại một bức ảnh retweet bot. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra lại nè các bạn. Các bạn nhấp vào bao anh cùng nè, các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn lướt xuống một tờ quýt nè các bạn. Rồi các bạn chụp. Các bạn để im như vậy nè các bạn chụp màn hình là giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn gửi lên một bức tệp nè các bạn. Các bạn chụp xíu nè các bạn, hay mình tải lên các bạn. Rồi các bạn tải lên nha tất cả các bạn. Bấm nút tải lên nè. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại Telegram account. Thì các bạn mở Telegram của mình ra nha tất cả các bạn. Rồi sao các bạn nhấp vào ba gặp bên cùng nè. Các bạn nhấp vào setting thì các bạn sẽ gặp được username mình chỗ này nè các bạn. Là cộng anh 1133 nha các bạn. Của tất cả các bạn. Các bạn nào chưa, rồi các bạn điền vào đây à, cộng anh nè 1133 nè. Rồi các bạn kiểm tra lên một lần nữa, địa chỉ dí là thông tin đầy đủ, các bạn bấm gỡ các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp phần kia tổng giải thưởng 35 tỷ token Shiba Inu. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.